Chào anh em. Đến thời điểm này thì hầu như anh em nào cũng có cho mình một chiếc RFID hộp. Thì anh em thường dùng dao độc tế để cắt cái siêu này, và thực tế là anh em ít khi dùng đến hộp này lắm, tại vì là nó cảm giác nó lỏng lẻo, nó chặt. Nên khi mở ra mở vào để xe trong này cũng không 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 sướng lắm. Mà cái hộp này có đặc điểm là nó có nắp châm, nên là cái nắp gài phía bên này rất là chặt. Thì mình đã nghĩ ra một cách sử dụng cái hộp này, cần dùng cái hộp này để có thể vừa đẹp để vừa tiện dụng. Thế là mình dùng cái nắp châm này bằng cách là mình sẽ dùng dao độc giấy, mình cắt vào cái phần giấy bóng kính trong này, giấy bóng kính này. Còn hai cái phần siêu này thì mình sẽ dùng băng keo để dán lại, cố định lại giống như lúc nhà sản xuất bán ra. Các bạn lên đây. Và mình sẽ dùng cái hộp này. Còn đây thì mình dán cố định rồi. Và mình sẽ dùng cái hộp này để đựng ba mô hình nhân vật. Đựng mô hình nhân vật. Chẳng hạn như mô hình này một, hay mô hình nhỏ hơn này mình để trong túi bóng kính cố định, và mô hình cuối cùng này mình để ở đây. Rồi cái nắp này có tác dụng là ngăn bụi, và thêm một nắp gài nắp châm này nữa thì rất là chắc, chắc không thể nào mà bung ra nữa. Thì chúng ta có thể tận dụng một chiếc hộp RFID để đựng đồ vật của mình, và như trường hợp này là mình đựng mô hình nhân vật. Thì để mô hình nhân vật trong này thì không sợ bị gãy hay là bị trầy hay là bị tiếp xúc với hóa chất hay là bụi, khá là lý tưởng, không chống được va đập nữa. Rồi anh em có thể tùy biến, có thể là anh em chế nó thành hộp đựng xe hay là đựng bất cứ cái gì nhỏ nhỏ. Chúc em thành công. Tạm biệt.